Đám cưới những người nổi tiếng hoặc quy tụ những gương mặt nổi tiếng luôn gây được sự chú ý nhất định. Chưa cần nhìn gì xa xôi, việc được ngắm bao nhiêu cô gái xinh đẹp xuất hiện cùng lúc đã là một sự thích thú đối với nhiều người rồi. Mới đây, những hình ảnh trong đám ăn gỏi được tổ chức vào ngày 30 tháng 10 vừa qua của Toa Nam Miss Universe Việt Nam 2017 bộ thanh hoàng được chia sẻ không chỉ nổi bật gì xuất hiện trong toa hoa hậu, Thanh Hằng còn từng khiến dân mạng bấn loạn với vẻ ngoài xinh đẹp khi đứng buộc giảng. Cô là giảng viên của Đại học xây dựng Hà Nội, và những bức hình trong đám vỏi của cô khi đăng tải lên cũng gây được chú ý. Thanh Hằng và gia đình trong lễ ăn vỏi Trước ngày ăn vỏi, Hằng cũng chia sẻ những tâm tư hồi hộp xen lẫn háo hức trên Facebook cá nhân, cảm giác hôm nay thật lạ, vừa vui vẻ, vừa mong chờ, vừa hồi hộp giống như cảm giác trước những lần được đi tham quan khi còn là học sinh. Em thì biết là anh chả cảm thấy gì mấy, vì cuộc sống của anh không thay đổi nhiều, ít nhất là không nhiều như em. Chuẩn bị tinh thần suốt cả năm qua, vừa chờ đợi ngày này tới nhưng cũng mong nó đừng tới quá nhanh, vì vẫn luyến tiếc những năm tháng tự do yêu đương chưa ràng buộc. Nhưng ngày mai sẽ khác, ngày mà chúng ta cùng nhau ước hẹn cho một tương lai đã định, ở đó có anh, có em, có bạn bè và chắc chắn là cả gia đình nữa. Giờ này anh thì đang chơi bài với đám bạn quý, rồi ăn uống tâm sự chắc là thâu đêm, em thì lên giường nằm đắp chăn và nghĩ về những thay đổi mà ngày mai mang lại. Chưa gì đã thấy náo nhiệt rồi. Giờ em sẽ tiếp tục đắp chăn, đăng bài này lên, cảm ơn mọi lời chúc của mọi người và đi ngủ trong khi biết rằng khi mở mắt ra, đó sẽ là một ngày đáng nhớ. Giàng bê trác với nhan sắc thật sự đỉnh cao đây. Cô dâu xuất hiện rạng rỡ trong ngày vui của mình. Thanh Hằng và chồng mặc áo dài trắng thiêu họa tiết cầu kỹ, thoải mái chụp những tấm hình kỷ niệm. Điều đáng nói chính là bức hình khoa vàng bê rác toàn những gương mặt cực phẩm. Khi có ảnh lên Facebook, cô dâu Thanh Hằng cũng hài hước đùa cảm ơn dàn bê tráp nữ sinh nhất Việt Nam và dàn nam đẹp nhất Đại học xây dựng. Đúng là cô dâu không nghề quá lời. Dàn nữ này quy tụ toàn gương mặt quen thuộc. Phần lớn đều đã tham gia cuộc thi Miss Universe và Miss World Nam nhìn sơ sơ chúng ta cũng thấy được vài cái tên nổi tiếng trong cộng đồng mạng như Ngọc Nữ Tôi 10, Nguyễn Thị Anh Tô 15, Lê Thanh Tú Tô 15, Hoàng Hải Thu Tô 15, Cẩm Tú Tô 45, Thu Viện Tô 45 của Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017. Bên cạnh đó còn có Chu Trang Tô 25, Lan Anh Tô 40 Miss World Việt Nam 2018 và Vũ Hương Giang Tô 25 Hoa hậu Việt Nam 2018 đúng là dàn người đẹp khiến tất cả phải suy xoa và đúng chuẩn xinh nhất Việt Nam như lời nữ giảng viên dưới giòn. Trong đó, Ngọc Nữ có lẽ là cái tên được biết đến nhiều nhất. Ngoài việc từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp, Ngọc Nữ còn là bạn gái tin đồn của tuyển thủ Phan Văn Đức. Người đẹp Ngọc Nữ Có một thời gian hai người xuất hiện rất nhiều lần bên nhau và tỏ ra thân mật trong các bức ảnh do Phan chụp lại được thời gian ấy, Ngọc Nữ cũng không đưa ra bình luận phản đối nào khiến tất cả nghĩ rằng hai người có quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, hiện tại dường như họ đã chia tay, anh chàng dân đức có tình mới là cô giáo mầm non Nhật Linh và còn út mở chuyện về chung một nhà nữa. Xuất hiện trong lễ ăn hỏi của cô bạn thân Thanh Hằng, Ngọc Nữ rất rạng rỡ và xinh đẹp nổi bật trong dàn bê tráp. Bùi Thanh Hằng từng đăng quang qua khôi đại học xây dựng năm 2011 và lọt to năm cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017. Sau khi có được danh hiệu, cô không tham gia showbiz mà tiếp tục hoàn thành việc học và làm giảng viên ở Đại học xây dựng Hà Nội.